Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều nỗi buồn sâu sắc trong lòng con dân Việt Nam về một vụ lãnh tụ chân chất, hết lòng vì nước vì dân. Hiện các công tác chuẩn bị tang lễ cho Tổng Bí thư đang được các ban ngành gấp rút tiến hành. Sáng ngày 24 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thắp hương tại Đài Tổ quốc ghi công, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Chuẩn bị chu đáo điều kiện phục vụ lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, vào sáng ngày 24 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thắp hương tại Đài Tổ quốc ghi công, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn kiểm tra những công việc quan trọng chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hai ngày 25 và 26 tháng 7. Cùng đi với Chủ tịch nước có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa, Trợ lý Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các đơn vị. Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn kiểm tra những công việc quan trọng chuẩn bị cho lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Phần mộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm ở phía phải của Đài Tổ quốc ghi công, nghĩa trang Mai Dịch. Phía sau phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, gần phần mộ của cố giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Tứ. Những ngày qua, tại khu vực nhà tang lễ quốc gia, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lắp đặt các thiết bị và chuẩn bị các công việc cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ tang. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm trang nghiêm, an toàn. Ban lễ tang gồm 35 thành viên do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Các thành viên còn lại gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và đại diện các ban, bộ, ngành. Ban tổ chức lễ tang gồm 27 thành viên do Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm trưởng ban. Hai phó ban là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Ghi nhận các lực lượng, đơn vị đã nỗ lực triển khai lực lượng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trong những ngày qua. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đơn vị tham gia nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phương tiện, kỹ thuật cho lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước được phân công nhiệm vụ tổ chức chỉ dẫn, đoàn tiếp các đoàn đến tham dự lễ viếng, đảm bảo an toàn, trang trọng. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo hậu cần, y tế, phun khử khuẩn các khu vực cũng được triển khai nghiêm ngặt, đúng quy định để lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra một cách trang nghiêm, an toàn nhất, theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và nghi lễ quân đội. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia và nghĩa trang Mai Dịch. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn phương tiện kỹ thuật cho lễ quốc tang, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chỉ dẫn, đón tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, quân đội, công an, địa phương và nhân dân đến tham dự lễ viếng đảm bảo an toàn, trang trọng. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ủy ban Nhân dân thành phố gấp rút chuẩn bị. Khu nhà bạt che nắng được bố trí dọc lối vào viếng. Đến trưa ngày 24 tháng 7, các công tác chuẩn bị cho lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ban tổ chức làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm trang, bằng tình cảm
và lòng tiếc thương dành cho nhà lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân. Ngoài ra, trong hai ngày diễn ra quốc tang, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen, băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ và ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Còn tại quê nhà của Tổng Bí thư, sáng ngày 24 tháng 7, tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đồng Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, ban tổ chức lễ tang và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư huyện ủy Đông Anh cho biết, việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đồng Hội là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với chính quyền và người dân địa phương. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trước, trong và sau quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn viên, thanh niên cùng các thành viên trong Hội Phụ nữ địa phương tích cực dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các điểm thờ tự, nhà văn hóa để phục vụ quốc tang Tổng Bí thư. Trên khắp thôn làng, nhân dân thực hiện treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa trang Mai Dịch, nơi ăn nghỉ của các lãnh đạo cấp cao. Nằm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nối quốc lộ 32 đi thị xã Sơn Tây. Nghĩa trang Mai Dịch là một nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Nội và cũng là nơi ăn nghỉ dành cho nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho đất nước. Đây là nơi vô cùng linh thiêng, nơi ăn nghỉ của những vị lãnh đạo, người có công với đất nước sau khi từ trần. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7 năm 2024. Sau đó, ông được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Được biết, Nghĩa trang Mai Dịch được xây dựng từ năm 1956 với tổng diện tích là 5,9 ha để quy tập các phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Pháp của thành phố Hà Nội. Năm 1982, Nghĩa trang được chỉnh trang, quy hoạch các khu mộ để phục vụ an táng các phần mộ của các cán bộ cao cấp. Đây là nơi an táng các cán bộ cấp cao, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và tang lễ sẽ được cử hành theo nghi lễ quốc tang hay các cấp nhà nước. Từ năm 1993 đến năm 1995, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đầu tư vào cải cách và xây dựng mới toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nghĩa trang. Hiện tại, Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội có 1.224 liệt sĩ đã ăn nghỉ tại đây và hàng trăm cán bộ cấp cao được phân chia khu vực rõ ràng. Thẳng cổng chính vào là các phần mộ của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị như Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Tố Hữu. Theo sơ đồ của Nghĩa trang, các nhóm mộ được phân ra các khu vực khác nhau như nhóm mộ các tướng lĩnh trong quân đội, công an, khu vực dành cho văn nghệ sĩ như Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Phạm Huy Thông, Trần Hoàn. Công viên Nghĩa trang Mai Dịch sẽ được cải tạo hệ thống tường rào hiện trạng, xây dựng rào mới bao quanh phần đất mở rộng. Tại phần mở rộng sẽ quy hoạch nơi an táng liệt sĩ khoảng 500 mộ, quy hoạch nơi an táng cán bộ cao cấp khi qua đời. Diện tích còn lại bố trí làm vườn hoa, thảm cỏ và đường nội bộ, chiều rộng mặt cắt đường khoảng 4,5 mét. Vào tháng 12 năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Cụ thể, khuôn viên Nghĩa trang sẽ điều chỉnh, mở rộng thêm khoảng 3.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng để quy hoạch nơi an táng thêm 500 mộ liệt sĩ và cán bộ cao cấp khi qua đời. Theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012, Chính phủ Việt Nam quy định các thành phần cán bộ cao cấp đủ tiêu chuẩn an táng tại Nghĩa trang Hà Nội. Phần khu vực Nghĩa trang Cầu Giấy bao gồm 1.228 mộ liệt sĩ vô danh ở phía sau, 394 ngôi mộ của những người nổi tiếng được bố trí dọc theo hai bên tượng đài Tổ quốc ghi công. Hàng phía ngoài hướng ra trục chính, hai bên mỗi bên 10 hố mộ. Các phần mộ khác bố trí theo chiều ngang so với trục chính. Trước mộ phần các liệt sĩ vô danh, riêng một hàng ngang nằm dọc theo phía trước cạnh hai hố nhỏ. Về cải tạo và nâng cấp Nghĩa trang Hà Nội, khuôn viên mộ liệt sĩ trong nghĩa trang sẽ được bóc tách lớp đá ốp cũ để xây lại và ốp bằng gạch mới. Lát gạch đỏ cho phần nền, lối đi và ốp đá tường hoa thấp. Khu mộ cao cấp được bóc dỡ lớp gạch lát cũ lối đi, lát lại bằng gạch terrazzo. Mộ thường rộng hơn 2 mét, dài gần 3 mét, có thảm cỏ xanh đặt chính giữa.
trên mỗi lưu hương của các nhà cách mạng đều được gắn ngôi sao vàng quyết thắng. Bên cạnh đó, Nghĩa trang Mai Dịch sẽ cải tạo hệ thống thoát nước, vườn hoa, đường bộ, hệ thống ghế nghỉ trong các khu vực, thay đèn chiếu sáng và đèn trang trí tại các khu vực trung tâm. Hiện Bộ Xây dựng đề xuất lựa chọn hai vị trí cụ thể để xây dựng Nghĩa trang Mai Dịch mới gồm vị trí tại khu vực Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng về phía Nam, huyện Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây, theo hướng quốc lộ 32. Việc xây dựng nghĩa trang tại vị trí này sẽ tiết kiệm được chi phí ban đầu về đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Vị trí thứ hai được Bộ Xây dựng đề xuất là khu vực ven xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía Tây, theo hướng đại lộ Thăng Long kéo dài nối với thành phố Hòa Bình. Hiện lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được chuẩn bị gấp rút theo quy định. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.